Chào mừng tất cả quý khách hàng đã trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương. Hôm nay em Hiền Kim xin phép giới thiệu một chiếc xe Kia Cerato màu đen. Chiếc xe này thì quá chất luôn các bác nhá, bởi vì mới đi có 1,5 vạn thôi. Bao cho các bác kiểm tra test hãng tất cả các nơi các bác yêu cầu. Và xe này là số sàn bản 1.6MT. Bởi vì xe đẹp quá nên em có mua căng thêm 10-15 triệu. Và hiện tại chiếc xe này thì em đang chào bán tại showroom với giá là 475 triệu. Em có trách nhiệm rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Đồng sơn zin chiếc xe này phải lên đến 98% giá trị xe. Quá đẹp luôn cho một chiếc xe số sàn phân khúc hạng C mà rất là hiếm, mới đi chỉ có hơn 1 vạn thôi ạ. Và bây giờ các anh, các chị, các bác có thể cùng Hiền Kim đón xem chi tiết chiếc Kia Cerato màu đen này đẹp như thế nào và chất lượng xe ra sao, từ cái thiết kế nội thất, sơn vỏ, gầm bệ, máy móc, để các bác có thể so sánh được một chiếc xe chất và một chiếc xe bình thường nhá. Về đồng sơn zin chiếc xe này em có thể bao cho các bác sơn zin đến tới tầm 96-97% giá trị sơn zin. Dàn lốp còn nguyên theo xe, sơn đồng mỏng tang luôn, la răng 17 inch hợp kim. Bên lái còn mới kính cong luôn các bác nhá. Đây là răng thậm chí còn không một vết xước cơ. Là răng của nó còn không thậm chí có một vết xước. Khoang để hành lý rất là rộng. Và lốp sơ cua thì chưa sử dụng, chưa chạm đất một lần nào. Nhìn nhiều chi tiết trên xe còn bọc nguyên ni lông. Lịch sử bảo dưỡng ở hãng đầy đủ. Chụp đi quá giữ gìn cho một chiếc Kia Cerato số sàn. Thật ra em buôn số sàn rất là nhiều, nhưng mà để nói một chiếc xe đi ít và một chiếc xe giữ như thế này cũng là rất hiếm hoi để có thể gặp được. Về nội thất đây, các bác nhìn hộ em cái má ghế. Xe này em vừa về luôn nhá, vừa về tối hôm qua xe trần luôn, còn chưa đánh bóng, chưa dọn nội thất qua. Móc khóa còn rất là mới đúng không ạ? Xe có trang bị thêm gương cục, order chuẩn 1,5 vạn. Phím tích hợp trên vô lăng. Đây, củ số của nó như mới luôn các bạn. Điều hòa tự động, xe trang bị thêm màn hình camera. Các bác nhìn giúp em cái nội thất của chiếc xe này, nó quá đẹp luôn ạ. Mới kính cong luôn ạ. Đấy, lát nữa em cho dọn qua nội thất một chút thì các bác sẽ biết được đây là nguyên bản của nó khi em lấy về tại nhà đây. Đấy, nguyên bản 100% khi xe về tại cửa hàng. Em sẽ review qua khoang động cơ. Với chiếc xe này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ rơi vào tầm 6 lít đến 6 lít rưỡi. Nhìn cái máy có sướng không ạ các bác? Từ cái ốc nắp capo này. Với chiếc xe này thì các bác gặp em chỉ chúng ta có thể thương lượng về giá thôi. Còn về xe thì em nghĩ rằng là không có một cái từ gì để mà diễn tả được. Ốc chân máy, về khoang máy các bác nhìn luôn ạ. Chỉ một từ thôi là từ chất cho chiếc xe này. Và quá đẹp luôn ạ. Bác nào đang có nhu cầu tìm hiểu chiếc Kia Cerato màu đen số sàn mà muốn tìm một chiếc xe đẹp, muốn tìm một chiếc xe chất
và muốn tiết kiệm một khoản kha khá thì các bác thử đến cửa hàng bên em, ô tô Hiền Kim Hải Dương, có địa chỉ 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, và số hotline của em là 0978 607 555 để thử tham khảo và chiêm ngưỡng chiếc xe này các bác nhé.